Độ Misi, tộc trưởng, một vợ hai con, lương 78 triệu, nhà 7 tầng, xe 4 bánh. Hiện tại, khi nhắc đến streamer số 1 Việt Nam thì cái tên được nhắc đến đầu tiên chính là Độ Misi. Với mọi streamer thì việc chạm mốc 100.000 người xem stream cùng lúc là một giấc mơ không tưởng. Thế nhưng, điều này với Độ Misi thì lại là chuyện thường ở huyện. Thậm chí, trong buổi livestream mới nhất trên YouTube chiếu về ngôi nhà mới, Độ Misi đã phá sâu kỷ lục của chính mình. Khi lượng người xem trực tuyến lên đến hơn 242.000 người ở thời điểm đông nhất. Lấy một ví dụ đơn giản, sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình là 40.192 người, thì số lượng người xem trực tiếp trong buổi stream mới nhất gấp 6 lần. Độ Misi đã review hết cả 7 tầng của căn nhà mới, từ góc livestream hàng ngày, mô hình xịn sò hay bộ sưu tập súng khổng lồ của mình. Vlog dài khoảng 1 tiếng đồng hồ và từ khi bắt đầu công chiếu, lượng view cứ thế nhảy lên vèo vèo. Theo đó, một góc nhỏ trong căn phòng là một bộ mô hình Hustbuster khổng lồ vô cùng ấn tượng. Mô hình trên được lắp ráp bởi studio có tiếng về sản phẩm siêu anh hùng tại Hà Nội, có giá bán 38 triệu đồng. Thêm chi phí lắp đặt và trang trí là rơi vào khoảng 41 triệu đồng. Ở góc bên trái của căn phòng là các mô hình nhân vật xịn sò, đủ các mẫu từ Dragon Ball Z, Transformers, Avengers với mức giá khá cao từ vài triệu đồng đến chục triệu đồng. Vốn dĩ là một người đam mê mô hình nên các fan cũng chả lạ lùng gì với thú chơi này của Độ Misi. Còn về phương tiện đi lại, năm 2019, anh sở hữu chiếc Mazda CX-5 với giá lăn bánh là hơn 1 tỷ đồng. Nhưng theo cộng đồng mạng thì anh Độ đã bán Mazda để độ mô hình con xe Mercedes GLC giá tầm 2 tỷ. Quả thật là phù hợp với mức lương thu nhập 7-8 triệu của anh. Không chỉ có sự nghiệp đỉnh cao, gia đình viên mãn của Độ Misi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có vợ đẹp và hai cậu con trai đáng yêu, anh vô cùng toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm. Vâng, xin giới thiệu đây là thanh niên tùng sói Cute Phô Mai Que, bản sao y như đúc của Độ Misi. Có thể nói, Độ Misi là streamer có gia đình viên mãn và sung túc. So với những thanh niên thành đạt khác, Độ Misi cân bằng công việc và gia đình một cách chu toàn. Ông bố trẻ còn có hẳn cả một kế hoạch giữa việc chăm con và livestream phục vụ người hâm mộ.